Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 2004. Sau 20 năm đi vào hoạt động, Hiệp hội luôn phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, là nơi kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 1.500 hội viên đang sinh hoạt ở 10 hội doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và 8 hội làng nghề, ngành nghề. Trải qua 20 năm hoạt động, các doanh nghiệp trong hiệp hội có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong tỉnh, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động và nộp ngân sách nhà nước. Kết quả đạt được còn thể hiện trên các lĩnh vực xây dựng tổ chức, phát triển hội viên mới, xúc tiến thương mại, tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý doanh nghiệp về lĩnh vực tài chính, thuế, hoạt động xã hội vì cộng đồng và nhiều lĩnh vực khác. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 10 tới tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra nhiều hoạt động, lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nhân doanh nghiệp, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, diễn đàn hợp tác liên kết và phát triển doanh nghiệp phía Bắc lần thứ 15 thu hút 30 hiệp hội và các doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc tham dự.